Xin chào anh chị đã quay trở lại với Linaco Channel. Nếu như anh chị đang tìm kiếm một hệ thống an ninh gồm camera có thể sử dụng cả ngoài trời lẫn trong nhà, kết hợp với đầu ghi nhưng hiện tại chưa biết lựa chọn combo nào hợp lý và giá thành tiết kiệm, thì video này dành cho các anh chị. Hôm nay Linaco sẽ giới thiệu đến anh chị bộ kit 4042BH của Hilux. Về tổng quan, bộ kit này gồm 3 nhóm sản phẩm chính. Đầu tiên là camera Hilux IBC B121H. Tiếp theo là đầu ghi NVR104MHD4P. Cuối cùng là hệ thống các dây kết nối gồm dây LAN, cáp 5E và HDMI. Việc kết nối bộ kit cũng khá dễ dàng và nhanh chóng. Anh chị hoàn toàn có thể tự làm qua video ngắn của hãng, có thể xem tại link hiển thị ở góc màn hình. Còn bây giờ, chúng ta sẽ mở hộp cùng xem bên trong bộ kit bao gồm những gì nhé. Nhìn chung thì bộ kit Hilux 4042BH được đóng gói khá cẩn thận và chắc chắn. Và đây là tất cả những gì anh chị cần để kết nối một hệ thống camera. Đầu tiên, chúng ta sẽ có 4 camera mã B121H. Đây là dòng camera bullet thân trụ của Hilux. Điểm đặc biệt của mã camera này đó là khả năng chống nước và IP67. Camera có thể lắp đặt tự do trong nhà hoặc ngoài trời đều được. Đặc biệt là camera thuộc bộ kit có hỗ trợ PoE nên anh chị sẽ không cần mua thêm nguồn ngoài. Camera có độ phân giải là Full HD 2MP và chuẩn nén của camera hỗ trợ H265+. Với chuẩn nén này thì anh chị không cần quá lo lắng về việc camera bị muốn quá nhiều băng thông, vì hiệu suất băng thông của cả 4 camera này gộp vào chỉ tương đương với một camera chuẩn nén H264. Rất tiết kiệm băng thông, đồng thời cũng đảm bảo được hình ảnh truyền đi được liền mạch và mượt mà. Tiếp theo ở đây chúng ta có đầu ghi hình 104MHD4P. Đầu ghi hình vừa đủ 4 cổng cho 4 camera của chúng ta và có hỗ trợ cấp nguồn qua PoE với công suất 36W. Có băng thông đầu vào lên đến 40 Mbps và tất nhiên hỗ trợ chuẩn nén H265+. Có một cổng SATA có thể kết nối ổ cứng lên tới 6TB. Ở đây thì chúng ta cũng có một dây nguồn và một dây mạng LAN cáp 5E với chiều dài 1m dành cho đầu ghi. Với đầu ghi hình này, anh chị hoàn toàn có thể yên tâm về tín hiệu đường truyền cũng như sự ổn định lâu dài. Thêm nữa là đầu ghi hình còn có thể tích hợp được với camera độ phân giải 4MP. Việc thay đổi và nâng cấp camera trong lâu dài là rất dễ dàng. Cuối cùng, chúng ta có hệ thống dây bao gồm 4 dây mạng LAN cáp 5E chiều dài 18m và dây cáp HDMI với chiều dài 2m để kết nối hình ảnh từ đầu ghi tới màn hình. Tổng quan thì bộ kit 4042BH của Hilux có thế mạnh là chi phí tiết kiệm. Hơn nữa thì các tính năng cũng đã rất đầy đủ cho việc sử dụng tại nhà hoặc địa điểm làm việc. Đó là tất cả những thông tin quan trọng nhất mà anh chị cần biết về bộ kit 4042BH của Hilux. Về vấn đề lắp đặt, anh chị có thể tự lắp đặt tại nhà rất dễ dàng qua video trong đường link phía bên dưới. Nếu anh chị có bất kỳ câu hỏi nào, xin đừng ngại comment trực tiếp đến video hoặc liên hệ đến Linaco qua fanpage công ty trách nhiệm hữu hạn Linaco hoặc Linaco Việt Nam. Bộ phận tư vấn sẽ sẵn sàng hỗ trợ anh chị trong giờ làm việc. Cảm ơn anh chị đã theo dõi và hẹn gặp lại anh chị trong các video review tiếp theo.